Cổ phiếu của công ty Samsung giảm hơn 7% vào ngày hôm nay sau chiến thắng pháp lý của công ty Apple tại Hoa Kỳ đã làm dấy lên mối quan ngại về việc kinh doanh điện thoại thông minh của công ty Nam Hàn. Bồi thẩm đoàn kết luận Samsung đã sao chép các tính năng quan trọng của iPhone và iPad và đã ra lệnh cho Samsung bồi thường 1.05 tỷ Mỹ kim thiệt hại cho công ty Apple. Cổ phiếu của công ty Samsung là công ty công nghệ lớn nhất thế giới về doanh thu đã giảm 7.5% so với mức giảm 0.5% trong thị trường rộng lớn hơn. Các nhà phân tích ước tính thu nhập của Samsung sẽ giảm 4% trong năm nay do liên quan đến vụ án bàn sáng chế. Trong vụ kiện bàn sáng chế được theo dõi chặt chẽ nhất trong những năm, bồi thẩm đoàn tại Tòa án Liên bang ở San Jose, California đã cho rằng Samsung vi phạm 6 trong 7 bản sáng chế của Apple. Phán quyết được đưa ra sau chỉ chưa tới 3 ngày thảo luận của bồi thẩm đoàn. Điều này có thể dẫn đến lệnh cấm bán hoàn toàn một số các sản phẩm chính của Samsung và có khả năng sẽ củng cố sự thống trị thị trường máy tính bảng và điện thoại di động của Apple. Luật sư của Apple cho biết, công ty này dự trù sẽ xin tòa lệnh cấm bán chống lại công ty Samsung. Thẩm phán trong vụ kiện này đã quyết định phiên điều trần sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 9. Hôm qua, các giám đốc điều hành hàng đầu của Samsung đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.